Theresa Tim, họ là, nói chung là họ làm về sức khỏe, chăm sóc sức khỏe y tế và nhân viên part-time ở chợ. Thì cái income của họ là 24.000, họ không có khai thuế. Tại vì cái income của họ là dưới cái mức, theo luật là họ không có cần phải khai thuế. Và có một trẻ dưới 6 tuổi thì anh chị này vẫn có thể nhận được cái số tiền. Theo cái chương trình, theo cái luật mới này, nhưng mà anh chị này cần dùng cái Non-Filer Sign-Up Tool, lúc nãy Ngọc để cái đường link cho quý vị thấy đó, à, thì... À, khi mà họ dùng cái tool này, người ta phải điền cái thông tin và add tên của con của họ vào. Thì à, em này sẽ đủ điều kiện nhận 3.600, năm nay sẽ nhận ngàn 800 bằng cách là họ chia ra mỗi tháng được 300 và năm sau khi hoàn tất hồ sơ thuế xong rồi thì người ta sẽ nhận được cái số tiền còn lại là 1.800. Ngọc xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Thú vị hôm nay ngày 15 tây tháng 7 năm 2021. Thì ngày hôm nay là cái ngày mà bên sở thuế họ có gửi ra... 5 tỷ đô cho những gia đình nào mà có con từ 17 tuổi trở xuống, 18 tuổi trở lên thì không có được lãnh trong cái đợt này nha quý vị. Ở đây người ta nói rằng là khoảng đâu đó là 39 triệu gia đình ở Mỹ sẽ đủ điều kiện mỗi gia đình sẽ nhận được 250 đến 300 cho con của mình mỗi tháng. Ví dụ như tháng thứ bảy, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 11, tháng 12 mỗi tháng quý vị sẽ nhận được là 600 nếu như mà gia đình của mình có hai À, đứa con mỗi đứa là từ 1 tuổi và một một đứa là 5 tuổi chẳng hạn thì quý vị sẽ được nhận được 600. À bây giờ nếu như mà quý vị chưa nhận thì sao? Ngày hôm nay người ta gửi rồi, nhiều người nhận lắm, bạn bè hàng xóm, người thân gia đình gì nhận hết rồi mà sao cái mục của mình chưa nhận thì có một số cái thông tin ngọc muốn chia sẻ cho quý vị là quý vị vào cái đường link này à, hoặc là đăng nhập hoặc là tạo một cái tài khoản với idmi thì khi mà quý vị làm như vậy thì người ta sẽ cho phép mình vào đó mình chỉnh sửa hoặc là mình chỉnh sửa những cái thông tin ví dụ như là thay đổi tài khoản ngân hàng nè hai là mình chỉnh sửa những cái thông tin ví dụ như là mình biết chắc chắn cái income của mình năm nay là nó à, cao hay nó thấp gì đó nó no, nó no, nó no, nó no. ở một cái mức mà trên hoặc là dưới 75.000, 112.000 hoặc là 150 000 à, thì quý vị có thể vào thay đổi thông tin hoặc là quý vị à, thay đổi tình trạng hôn nhân hoặc là quý vị có một em bé mới sinh năm 2021. À, nếu như mà em bé mới sinh đó, thì quý vị vào, quý vị add tên số 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 số, số, số rồi ngày tháng năm sinh của con mình vào à, nếu như quý vị có tài khoản với lại irs rồi thì quý vị cứ vào đăng nhập hoặc là có cái tài khoản với id.me rồi thì cứ vào đăng nhập bình thường còn nếu chưa có thì quý vị phải tạo một cái tài khoản với id.me và quý vị cần phải xác minh danh tính bằng cách là trả lời một số cái câu hỏi cho người ta à, ở đây thì ngọc thấy rằng là những ai mà có con sinh năm 2021 á thì quý vị thật ra nếu như quý vị không có muốn tạo tài khoản không muốn làm gì hết thì quý vị có thể đợi đến khi nào sang năm 2022 khoảng tháng 2 đến tháng 4 quý vị khai thuế xong rồi thì người ta sẽ xét duyệt hồ sơ của mình và cho mình luôn 3.600 cho cái em mới sinh này à, thì quý vị có thể lựa chọn hai cái cách hoặc là vào cái cách này để add tên thêm hoặc là đợi đến năm sau lãnh luận cục ha. Rồi bây giờ Ngọc sẽ à, chia sẻ cái thông tin này về cái việc à, tổng thống Biden và bà Janet Yellen. Janet Yellen là bộ trưởng Bộ ẩn Khố, quý vị thì à, bà có nói ngày hôm qua, à, ừ, sáng hôm nay, chứ xin lỗi sáng hôm nay thì à, có một cái, nói chung là có một cuộc họp báo thì bà có nói rằng là bây giờ cái số tiền mà ba ngàn ba ngàn sáu mỗi trẻ này á thì có thể sẽ được cho hoài hoài luôn, cho mãi mãi năm này đến năm nọ luôn, chứ không phải chỉ dừng lại năm 2021 thôi. Thì đây là một trong những cái ý muốn của phía bà Janet Yellen bảo ủng hộ cái điều này, Tổng thống Biden cũng ủng hộ cái điều này cho đến năm 2025, rồi phía Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cũng ủng hộ cái điều này. À, mặc dù cái này chỉ có luật là của năm 2021 thôi dựa vào hồ sơ thế năm 2021 nhưng mà những cái năm sau có thể đến năm 2025 hoặc là mãi mãi luôn thì họ sẽ cho cái số tiền này nhưng mà hiện giờ đây là cái đề xuất và được sự ủng hộ của bà Janet Yellen chứ hiện giờ vẫn chưa có thành luật như quý vị luật là chỉ trong một năm thôi tại vì cái mùa dịch này nè à, thì đó là những cái thông tin để mà mình tham khảo và Ngọc sẽ à, đi vào cái trang này của bên tòa bài ốc để Ngọc à, chia sẻ cho quý vị nha những cái trường hợp nào mà quý vị Um. Quý vị ơi, Ngọc hy vọng là quý vị sẽ chia sẻ những cái thông tin này Bởi vì hiện giờ theo cái thống kê của bên sở thuế đó Thì người ta nói khoảng đâu đó, đó 4 đến 8 triệu người có thể là không nhận được cái số tiền này Bởi vì họ thiếu thông tin à, Thứ nhất là có thể họ nói rằng là bây giờ mình không có đi làm Không có income, không có đi tiền không kiếm được cái tiền gì từ cái thu nhập của mình cho nên chắc có lẽ là chính họ không cho đâu nhưng mà thực tế thực tế đó quý vị thì zero income không có đi làm không có thu nhập vẫn đủ điều kiện để lãnh những cái số tiền này à, cho con mình hoặc là những cái trường hợp mà họ không có nhà không có à, những cái nơi ở ổn định vô gia cư homeless vẫn đủ điều kiện để lãnh những cái số tiền này cho con của mình cho nên là ngọc hy vọng và À, những ai rơi vào những cái trường hợp này sẽ biết được những cái đường link à, quý vị có thể vào cái trang này của bên à, tòa bà đốc thì họ có một cái đường link này gọi là non filer sign up dành cho những gia đình mà không có đi làm hoặc là low income mà không có cần phải khai thuế đó quý vị, họ chưa từng khai thuế năm 2019, chưa từng khai thuế năm 2020. Vì quý vị vào cái đường link này và điền cái thông tin để bên sở thuế họ có cái thông tin của mình Họ biết mình ở đâu, tài khoản của mình như thế nào thì người ta mới gửi tiền về cho quý vị Chứ nếu như mà người ta không biết quý vị là ai ở đâu, gửi như thế nào Thì người ta không thể nào giúp quý vị gửi cái số tiền này được à, Cho nên là quý vị lưu ý giúp Ngọc nha Về cái giới hạn income á, là single 75 đến 200 ngàn à, Dưới 75 á thì được lãnh đủ uh, head of household single mom single dad thì dưới 120 12.500 thì lãnh đủ vợ chồng khai thuế chung á, là dưới 150.000 thì lãnh đủ cái số tiền uh, 200 rưỡi 300 mỗi tháng còn nằm trong cái khoảng một 75 đến 200 rồi 112.500 đến 200.000 150.000 đến 400.000 Thì quý vị sẽ bị trừ dần đi Và nằm trên cái mức này Thì quý vị sẽ không có được lãnh nha quý vị The White House à, Họ có thông báo về cái chương trình Child Tax Credit đàng hoàng nha quý vị à, Ở đây người ta đưa ra một cái ví dụ Ví dụ như gia đình của chị Jamie Jamie là một giáo viên Income là 55.000 mỗi năm và chị này là single mom có 3 đứa con. Đứa nào cũng lớn hơn 6 tuổi hết rồi thì chị này sẽ nhận được cái số tiền child tax credit là rưỡi trong vòng 6 tháng từ năm à từ tháng tháng 7 đến tháng 12. À như vậy á là Mỗi tháng như vậy chị này sẽ nhận được là 750 tại vì con của chị này là lớn hơn 6 tuổi. À, và khi mà người ta chị này chỉ hoàn tất cái hồ sơ thuế năm sau á thì chị này sẽ nhận được cái số tiền còn lại là 4.500. Như vậy mỗi đứa con à, mỗi đứa nhận được 3.000, ba đứa là 9.000 nè. 9.000 chia cho một nửa là được bốn ngàn rưỡi bốn ngàn rưỡi chia cho sáu thì được bảy trăm rưỡi đó là cái cách tính của họ bây giờ gia đình này Sam and Lee à, gia đình này á là có một người là bus driver một người là thợ điện ha và cái yên khâm của họ là một trăm ngàn họ là vợ chồng khai thuế chung hai đứa con dưới sáu tuổi thì người ta tính ra là mỗi tháng như vậy hai vợ chồng này sẽ nhận được là sáu trăm đó, tại vì con của họ là dưới 6 tuổi, nha quý vị nha. Rồi à, bây giờ Alex and Casey, Alex and Casey à, income mỗi năm là ba trăm rưỡi, bởi vì họ là luật sư và họ là nhân viên làm tại bệnh viện. Hai vợ chồng khai thuế chung có hai đứa con lớn hơn sáu tuổi, thì cái trường hợp này anh chị này sẽ nhận được là à, mỗi đứa là hai ngàn thì mỗi đứa 2.000 á thì hai đứa là 4.000, 2.000 nhận trước ví dụ như 2.000 nhận trước là à, mỗi 6 tháng thì à, nhận được khoảng là 330 đô mỗi tháng ha còn 2.000 còn lại sẽ nhận được khi mà họ hoàn tất cái hồ sơ thuế của họ à, và bây giờ Tim and Ther uh, Teresa Teresa and Tim họ là nói chung là họ làm về sức khỏe chăm sóc sức khỏe y tế và nhân viên part time ở chợ thì cái income của họ là 24.000 họ không có khai thuế tại vì cái income của họ là dưới cái mức theo luật là họ không có cần phải khai thuế à, và có một trẻ dưới 6 tuổi thì anh chị này à, vẫn có thể nhận được cái số tiền theo cái chương trình theo cái luật mới này nhưng mà anh chị này cần dùng cái non filer sign up tool lúc nãy Ngọc để cái đường link cho quý vị thấy đó à, thì À, khi mà họ dùng cái tool này người ta phải điền cái thông tin và add tên của con của họ vào thì em này sẽ đủ điều kiện nhận 3.600 năm nay sẽ nhận ngàn 800 bằng cách là họ chia ra mỗi tháng được 300 và năm sau khi hoàn tất hồ sơ thuế xong rồi thì người ta sẽ nhận được cái số tiền còn lại là 1.800 thì cái gia đình này tại vì cái income của họ là không cần phải khai thuế và họ cũng chưa bao giờ khai thuế thì họ cần làm là dùng cái non-filers sign up to để họ à, điền cái thông tin vào để họ sở thuế họ xét cái hồ sơ rồi họ gửi tiền về như vậy thì à, đây là những cái thông tin chính thức và đã thành luật rồi và luật mới này nó có thay đổi tại vì cái luật mới này ký vào hồi ngày 11 tây tháng 3 à, đến ngày 15 tây tháng 7 thì tiền nó về túi tay người dân cho nên là Ngọc cũng hy vọng là quý vị nhận được tiền ngày hôm nay nếu như quý vị chưa nhận được à, thì Ngọc cũng cũng chia sẻ cái cách là quý vị có thể vào cái đường link này đó quý vị coi thử là mình à, có cần update cái thông tin gì không à, còn nếu như mà quý vị non file tool thì vào đây nha quý vị đó non file tool thì vào đây ngọc sẽ để những cái đường link cho quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo à, bye bye nào chúc quý vị sức khỏe bye bye